đây là faker. Cho nên con số đó có thể được giải thích bởi vì đây là faker. Nhưng nếu như cái con số này mà áp dụng với những người tiếp theo của đại sảnh huyền thoại thì mình nghĩ nó sẽ khá là nguy hiểm. Lại là lao vào tìm kiếm Buma Yuzi. Buma vẫn Genji lên ngôi vô địch. Tóc này thật là nó chỉ đẹp được đúng một ngày nhuộm xong thôi các bạn. Mình bị thất vọng về cái chỗ này. Đây là lần đầu tiên mình nhuộm ở chỗ. Lần trước á, cái đợt hồi năm 2021 mà mình đi nhuộm tóc á, là mình nhuộm một chỗ khác. Lần này mình nhuộm một chỗ khác. Nhưng mà cái lần nhuộm này mình cảm thấy không hài lòng lắm. Tại vì thật ra cũng không phải là lỗi của họ nữa, nhưng mà nó ý nó là bình thường á, mình những lần trước khi mà mình nhuộm á thì lúc nào dù cho mình nhuộm lên tóc màu gì, mà đã từng nhuộm bạc rồi, nhuộm đỏ rồi, nhuộm xanh dương rồi, thì dù cho nhuộm màu gì thì tóc mình thì bên phía nhuộm cũ á, lần trước mình nhuộm á thì đều là tẩy 3 lần. Lần trước á đều là tẩy 3 lần. Tại bên nó nói mình là tóc của anh mà tẩy 2 lần là nó sẽ không thể nào mà hết màu vàng đi được. Nó dày mà nó còn đen thui lùi à, cho nên khi mà tẩy 2 lần á thì nó sẽ không có hết cái màu nó không có hết cái màu màu đen đi được. Đó. Cho nên là những lần trước hồi năm 2021 mình nhuộm á thì là phải tẩy 3 lần. Chỗ này tẩy có 2 lần à. Cho nên các bạn thấy không, mình mới gội đầu có, nói chung là cũng có 5 6 lần thôi mà các bạn thấy cái màu nó bị vàng ra nhiều không? Chứ nó không còn cái màu trong nữa. Màu vàng thấy rất là rõ. Cho mình nghĩ là nếu mà lần sau mình nhuộm thì mình sẽ quay lại chỗ 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 cũ kia để tẩy 3 lần. Nhưng mà vấn đề là tẩy 3 lần cái tóc nó banh lắm anh em. Nó cũng có một cái mặt không tốt nữa là khi mà tẩy 3 lần thì cái tóc nó khủng khiếp lắm. Cảm ơn bạn giấu tên này, chút xíu mình sẽ trả lời nha. Dầu gội tím chắc chắn là phải dùng dầu tím rồi bạn. Trời ơi, các bạn nghĩ sao mà một người đi nhuộm đầu bạc mà không dùng dầu tím? Các bạn đâu cần chị phải chỉ mình cái đó. Các bạn có thấy ai đi nhuộm đầu sẽ tẩy tóc rồi không dùng dầu tím chưa? Có, mình có dùng dầu tím. Nhưng mà tại vì tẩy có 2 lần rồi nó không hết cái màu vàng đi được. Nếu mà muốn mình tiếp một lần sau mà mình có nhuộm cái màu trắng sáng thì mình phải tẩy 3 lần. Nó mới hết cái màu vàng đi được. Mấy đứa liệt yên tâm còn chưa vi, cái nhân tụi em còn trong hang. Các bạn giấu tên nha. Cảm ơn bạn QNB đã trở thành viên kênh và Kim Cương. Các bạn ủng hộ luôn. Đi có quà gì không? Có, mình có nhận được 2 món quà là bánh với kẹo anh em. Với lại có bạn một bạn in cái áo có hình cái mặt mình trên nó, trên áo thì mình có chụp hình chung á. Còn quà tại sự kiện thì mình có một bạn cho mình kẹo để mình ăn lấy sức, và có một bạn tặng bánh nữa. Đem sai đồ, cái lý do tại sao mà mình cởi, không phải cởi trần nữa, mình mã qua lỗ là tại vì mình đem sai đồ. Mình trước khi mình đi mình coi dự báo thời tiết thì là ngày 25 dự báo là khu vực Hưng Yên sẽ có mưa lớn. Mình dự kiến là mưa lớn nhưng trời nó sẽ mát. Cho mình đem theo một cái áo khá là dày. Bà mẹ nó nắng như quỷ. Tất nhiên nó vẫn có rớt vài hạt mưa nhưng mà nó nắng kinh khủng. Nó nóng kinh khủng tại vì nó ẩm nữa. Thế là không thể nào chịu nổi, xin ban tổ chức thôi vì đem lộn áo rồi. Cái này con mình cứ coi như là cái lễ hội mùa hè đó thì mặc đồ này cũng được đúng không? Thế là ban tổ chức cũng ok. Ngày hôm sau đã rút kinh nghiệm rồi, mình đem một cái áo khoác mỏng hơn nhưng nó cũng đéo khá hơn các bạn à. Lên sân khấu thì mình vẫn mặc áo khác, mặc áo khoác. Nhưng mà đi ra ngoài đường cũng không thể nào mặc áo khoác được tại vì nó quá là nóng. Ngày 26 nó nắng một cách khủng khiếp. Và nó phải tầm 36, 37 độ. Thế là ăn cước hết 2 ngày đồ đạc như... Mình không phải là mình muốn mặc như vậy đâu. Mình hứa bạn mình đã đem đồ đạc đàng hoàng rồi. Nhưng mà nhìn nó hơi bị dở hơi. Sorry anh em. Cảm ơn bạn Thạch Thảo Lê đã trở thành thành viên kênh được Kim Cương. Cảm ơn bạn ủng hộ luôn. Có nha, sự kiện Hanoi Live Sport thì mình sẽ tham gia với tư cách là MC. Bên ban tổ chức thông báo mà đúng không? Thì những bạn nằm ở thành phố Hồ Chí Minh hay là những bạn... nói chung tham gia sự kiện Hanoi Live ngày 1 tháng 6 sắp tới thì là chúng ta lại gặp nhau. Mà rất là nhiều bạn nha, mình biết rất là nhiều bạn là đã đi cái sự vừa rồi, đi cái sự kiện ngoài Hà Nội rồi và trúng thêm cái sự kiện ở Sài Gòn đi tiếp. Cảm ơn Vi nha, chút xíu mình đọc lại donate. Là mình biết khá nhiều bạn là vừa đi cái sự kiện ngoài Hà Nội xong bây giờ bay vô Sài Gòn để đi tiếp cái sự kiện nữa của Hanoi Live Sport nữa. Các bạn đu ác thiệt chứ. Rất quyết liệt trong việc đu idol. Nó cảm ơn các bạn nhiệt tình.
30.000 đồng. Mình đẹp đến lông nách cũng đẹp thì ngại gì anh ơi. Mày vô tình làm quả hết mưa tính VL. Để mình chia sẻ với bạn một cái này, nó rất là, nó kiểu như là cái đợt vừa rồi mình nói luôn là tại vì đợt vừa rồi mình có những cái timing, cái gọi là canh thời điểm rất là khủng khiếp của cái đợt đi vừa rồi. Ví dụ anh em mà coi stream của thằng Hoàng Sama, Hoàng Văn Tùng, anh em hỏi thử rồi đó, là tụi nó có thể kể cho các bạn những cái pha mà canh thời gian của mình nó kiểu như chuẩn kinh khủng khiếp. Một cái ví dụ cụ thể nhất là tối hôm qua khi mà đến nhà mình ăn, hẹn nhau là ăn uống ở nhà mình ăn, thì là mọi người lên trước, mình bận tí việc mình lên sau. Thế là xong rồi mọi người có đặt đồ ăn, cái mình lên sau như nào không biết, là mình tính là mình thật ra mình chủ động mình muốn lên trễ một tí. Sau khi mình xác định là bạn lên trễ rồi thì mình lên trễ một tí để mà coi như là cũng ăn gian với mọi người luôn. Thế mình vừa tới cổng là mình ăn, vừa xuống dưới xách đồ ship đồ ăn tới luôn, đúng cùng thời điểm. Mà thế là mọi người vừa mở cửa ra tưởng là có bạn ăn không, là có mình cầm đồ ăn lên, vì nó khớp tới một cách kinh dị. Xong rồi cái ngày sự kiện đầu tiên trời đang mưa, xong rồi khán giả dưới bảo anh ơi anh làm phép đi. Xong mình mới kiểu các bạn cứ nói anh ơi làm phép đi, xong mình kiểu làm phép cái gì, xong mình cứ cười. Xong rồi anh ơi làm phép hết mưa đi, mình làm phép cái gì nữa. Xong mình cầm cái micro, mình xin cái micro ban tổ chức, mình nói cho micro anh không có mạnh đến như vậy. Mà mẹ nó hết mưa luôn chứ, hết mưa theo cái kiểu giống như người ta, các bạn đóng cái vòi nước lại. Mình không có tiếp xúc với mấy đứa game thủ nhiều anh em, ngoài những lúc mà lên sân khấu thì thật ra mình cũng không có đi chung. Tại vì tụi nó lúc nào cũng, đầu tiên là tại vì sự kiện nó rất là nóng và rất là đông người, cho nên mình làm công việc của mình thôi chứ mình cũng không có tiếp xúc nhiều. Xong việc là tụi nó đi từ chỗ thí dụ ký tặng cho các bạn, xong rồi phải vô phòng nghỉ tại nó quá nắng thôi, chịu không nổi. Các bạn nhớ tên nha. Lúc đầu nhìn anh Đô quá xinh chụp bị rén. Ý là chỉ nhìn như vậy thôi chứ cái mặt của mình có phải là căng thẳng gì đâu mà. Không, cái này thực ra đã từng có nhiều bạn nói rồi, mình cũng nghe nhiều, mình cũng quen rồi các bạn. Có rất nhiều bạn khi mà chưa tiếp xúc mình bảo là nhìn mình bên ngoài, ý là nhìn mình sẽ có cảm giác là không thân thiện và khó gần. Thì cái này mình cũng nghe nhiều, nghe từ lâu, nghe từ mười mấy năm nay mình nghe hoài. Thì bây giờ nhân tiện đây thì mình xin được phép nhắn gửi những bạn nào mà sắp tới các bạn có tham gia sự kiện của Hanwha Live Sport vào ngày 1 tháng 6 sắp tới. Thì là nếu như các bạn có gặp mình ở sự kiện đó thì chắc chắn là mình sẽ không có ngại cái việc mà giao lưu với các bạn, giao lưu ấy thôi chứ không phải giao lưu võ thuật. Giao lưu với các bạn hay chụp hình các bạn, cho nên các bạn thấy mình đừng có sợ. Cứ thoải mái ra nói chuyện chụp hình này đó các thứ thôi, không có gì hết. Lu không có cắn. Bực quá thì đấm rồi chứ không có cắn. Các bạn đắc kinh nha, chút xíu mình sẽ đọc lại đôi nét. Hành vi giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. Chắc em sạch vé SLE rồi, anh có tuyển trợ lý ngày đó cô ạ, em sẽ trả lương cho anh. Mới kiểm soát hành vi nha, hình như là vẫn còn một đợt nữa mà, hình như là vẫn còn một đợt. Mình thề các bạn luôn 1.500 suất. Mà các bạn vẫn còn tạch thì là những bạn nào tạch thì nên coi lại phần ăn ở của mình đi nha. Nghiêm túc mà nói, có rất nhiều bạn đã đăng ký cả cái sự kiện của LCK ở Hà Nội vừa rồi và Hanwha Live Sport ở trong này. 1.500 suất này, thậm chí là có thể là nhiều hơn. Mà các bạn tạch thì các bạn nên coi lại mình đi. Các bạn giấu tên nha. Sống sao coi lại đi. Trái xoài 20.000 đồng. Gặp Bero với em xong để em luyện cả hai mấy hôm nay cây cây. Ô mày của ngài nha. Thằng Bero chắc là thằng mình cảm giác là thằng nhát người nhất trong số 5 đứa vừa rồi. Mấy đứa khác thì kiểu như tụi nó đã kiểu cũng có tương tác này nó các thứ nhiều. Bero cảm giác là nó hơi ngại nhất so với 5 thằng. Nhưng mà các bạn thấy là cái việc mà đi giao lưu nhiều nó có lợi ích không? Các bạn thấy Morgan không? Từ lần 1 qua lần 2 bây giờ mà ảnh đi song song bang kiểu dạng người á, được thả ra ngoài trời nhiều. Qua tới lần 2 này mình thấy là Morgan là dạo này dạng người phết rồi. Bero của waifu cosplay mới nói chuyện được. Hôm bữa có một bạn cosplay Elysia phải không? Phải cái nhân vật nguồn cảm hứng để tạo ra con Ash rồng xanh của Bero đó. Có bạn cosplay nhưng mà tại vì bạn nó không có trúng fan size, mà bạn nó tới cũng rất là trễ, cho nên là bạn nó như là không có cơ hội
lọt vào mắt xanh của Barrel. Mình có biết cái câu chuyện đó nhưng mà Park Jae Chun giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Cái hôm đi nhậu thì anh có đi cây ế tá anh. Có ông bạn bác gì? Để mình đọc lại. À, một câu chuyện hồi nãy bên bên phía ban tổ chức có nhắn cho mình, gọi là kể cho vui thôi, thì nếu mà kêu là mình có thể kể thì mình kể để mình chia sẻ ngắn với các bạn là. Nếu các bạn giấu tên nha, chút xíu mình sẽ trả lời lại donate. Là một bạn nào đó tặng quà cho thằng Morgan. Các bạn giấu tên với lại mất kiểm soát hành vi nha, lát nữa mình sẽ đọc lại. Mà có 1.500 slot tạch là bình thường mà mặt mếu 5.000 form, 1.500 slot, tỷ lệ chọi thấp quá trời. Em đừng cố gắng biện minh cho cái sự thiếu nhân phẩm gọi là ăn ở không tốt của mình nữa. Cảm ơn em nha. Là một bạn nào đó tặng quà cho thằng Morgan, thì vì một lý do nào đó mà bạn tặng cho nó một khẩu súng đồ chơi. Mình không biết cụ thể nó như thế nào nữa. Chỉ nhớ là bên phía của, chắc là bên staff của Brion kể lại cho bên phía của ban tổ chức của LCK Việt Nam, là bởi vì cái khẩu súng đồ chơi đó ở trong cái đống quà của thằng Morgan mà nó bị hải quan bên Hàn Quốc ách lại. Morgan bị hải quan xích cổ lại để mở cái đống đồ ra để lấy cái khẩu súng đồ chơi ra. Thì là thông tin mình mới nhận được hồi chiều, là gọi là kiếp nạn cuối cùng của Morgan sau khi rời Việt Nam, là cái khẩu súng đồ chơi gì đó trong cái đống quà của bạn nào gửi. Đó, đó là lý do mà cái này cũng phải kiểu vui thôi, nó cũng không tới gì mức nghiêm trọng, nhưng mà đó là lý do tại sao mà cái việc tặng quà nó phải kỹ chút xíu các bạn. Tức là sẽ có những đội khi mà qua họ cũng không nhận quà, tại vì nhận quà xong là phải kiểm tra. Đặc biệt là Hàn Quốc, khi mà các bạn nhập cảnh từ Việt Nam qua hành lý và họ kiểm tra rất là kỹ. Các bạn giấu tên nha, mình sẽ trả lời donate sau nha. Cho nên cái việc tặng quà thì các đội hay là các vận động viên này họ cũng rất là quý thôi, nhưng mà họ phải cẩn thận một tí. Tại vì làm không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều chuyện. Giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Anh Lu bị ép đóng quảng cáo bán laptop hả anh? Người ta diễn có tâm như vậy, bạn nào mà chưa coi, mà chưa thả tim vô cái quảng cáo laptop mới nhất của mình, thì các bạn vui lòng bỏ ra khoảng chừng 30 giây để làm điều đó. Mình rất là cảm ơn các bạn. Một tim của các bạn thôi là được rồi, không cần gì nhiều. Cảm ơn mọi người. Cũng không bị ép lắm đâu. Mất kiểm soát hành vi giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Anh coi content JDG về quê cắm trại đi anh. Có, mình có coi một số cái đoạn cắt của các bạn ở trên top top rồi. Mình có coi gà dê rồi đập trứng của tụi nó rồi. Giấu tên đã rescan 10.000 đồng. Bữa anh xuất hiện ngày. Em lướt xem em thấy ngại quá em bỏ qua luôn. Ý là mình có thể kiểu như mình dơ vậy nè, để mình chỉ cho nè, ví dụ cái vậy đúng không? Các bạn coi mà các bạn thấy nó green quá, các bạn thấy nó kiểu như nó, các bạn bị ngại online, thì các bạn gỡ coi các bạn gì nè. Các bạn mò cái tay qua chỗ này nè, đây là khoảng chừng đây nè, mình chỉ cho là cái màn hình nè. Màn hình iPhone đúng không? Các bạn chia nó làm 3 phần đúng không? Thì nó ở tầm, các bạn chia lên một nửa đi, nằm giữa, các bạn mò một cái nút tim nó nằm ngay góc á, đó. Là được rồi, không cần các bạn coi đâu. Như vậy là được rồi, đó. Vậy thôi. Vậy thôi là được rồi. Năm cũ. Bây giờ như thế này, tức là góc nhìn cá nhân của mình đối với mức giá của cái trang phục, không, các bạn phải phân biệt một chút xíu nè. Để mình, đầu tiên chúng ta phải nói rõ ràng là cái mức giá full đó thì là mức giá để cho các bạn có sở hữu toàn bộ những vật phẩm, và các bạn không phải bỏ nhiều thời gian để cày cái đó, cái thứ nhất đó, chứ là không phải là chỉ là một trang phục mà mức giá đó. Nhưng mà dù gì thì với mình thì cái mức giá đó ở hiện tại thì mình nghĩ nó cũng ở mức tương đối là cao, cao so với mặt bằng chung. Tất nhiên còn nếu như các bạn là về mặt thu nhập cá nhân của các bạn, hay là cái sự hâm mộ của các bạn dành cho Faker là lớn, thì nó không thành vấn đề. Tại vì khi mà chúng ta đã nói tới sự hâm mộ dành cho thần tượng á, thì thật ra mình nghĩ như thế này. Mình biết, cá nhân mình biết có những bạn số tiền mà họ bỏ ra cho việc đua idol con số 5 triệu á, nó thật sự nó rất là ít luôn á. Cho nên mình hiểu cái lý do tại sao mà Riot cũng muốn định vị một cái sự kiện theo kiểu như vậy, tức là nhắm tới những người gọi là fan ruột, fan cứng, và họ chấp nhận, họ sẽ chắc chắn sẽ có những người chấp nhận bỏ ra con số đó một cách rất là nhẹ nhàng.
Tại vì trước đó thì họ đã bỏ cho Faker kiểu từ việc đi xem cho tới việc mua đồ ủng hộ tất cả mọi thứ khác, con số nó nhiều hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà mình đồng ý với mọi người là số đông thì con số đó vẫn là con số khá là cao. Tại vì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc nhận định con số đó nó cao hay thấp, nó cũng phần nào nó phụ thuộc vào cái thu nhập của mỗi người, đúng không? Thí dụ có những thứ mà rất là nhiều người chúng ta bảo là ừ sao nhìn nó phí tiền quá vậy, sao nó mắc quá vậy, ai lại bỏ tiền ra mua những cái này làm gì. Không, những người giàu thì người ta có suy nghĩ khác. Nhưng để tóm lại chủ đề này thì mình có một cái chia sẻ rất là đơn giản. Hãy trả lời bằng ví tiền của các bạn. Mình nghĩ tất cả, tất nhiên là bây giờ chúng ta phản hồi bằng việc gửi những cái thông điệp trước khi mà nó được chính thức ra mắt vẫn ok, vẫn bình thường, không gì hết. Các bạn hãy thoải mái trong việc nêu lên cái suy nghĩ của mình ở bất kỳ platform nào. Tại vì thật ra các bạn không phải quan trọng là các bạn nói ở đây hay là các bạn nói ở chỗ nào đó thì nó có nghe không. Tất cả mọi platform, mọi nền tảng mà các bạn có thể nói thì các bạn cứ nói. Bước thứ nhất là vẫn nên làm. Bước thứ hai là khi mà cái sản phẩm nó ra thì các bạn hãy, người ta sẽ gọi là hãy trả lời bằng ví tiền của mình. Tức là các bạn cảm thấy nó như thế nào thì các bạn cứ thoải mái đưa ra quyết định của mình thôi. Thì đó cũng sẽ là những cái cơ sở để đó có thể tiếp tục điều chỉnh trong tương lai nếu cần thiết. Nhưng mà mình nghĩ rằng Riot đã có cái dự định rất là rõ ràng. Tại vì trước khi mà trang phục này ra và trước khi thông tin về giá ra mắt thì Riot cũng đã định vị và Riot cũng đã ướm trước và gửi cho các bạn trước một cái thông điệp là trang phục này nó sẽ rất là mắc. Còn nếu như các bạn hỏi một cụ thể mình á hả, mình sẽ suy nghĩ đó. Tức là đây không phải là con số mình có thể bặt rồi mình đưa ra một cái quyết định không suy nghĩ. Mình nghĩ là mình có thể suy nghĩ. Mình sẽ thiên về việc là mình vẫn bỏ tiền á, nhưng mình sẽ phải suy nghĩ rất là kỹ để mình coi mình có bớt được chỗ nào không á. Nhưng mà có một cái này thì mình nghĩ là Riot sẽ phải chú ý nè. Đây là Faker. Cho nên con số đó có thể được giải thích bởi vì đây là Faker. Nhưng nếu như cái con số này mà áp dụng với những người tiếp theo của đại sảnh huyền thoại thì mình nghĩ nó sẽ khá là nguy hiểm. Nó sẽ khá là nguy hiểm với việc là liệu có nhiều người sẵn sàng bỏ ra con số tiền tương tự như vậy cho những người tiếp theo hay không. Tại vì chúng ta đang nói về đây là Faker thì chắc chắn cái giá trị và cái sự ủng hộ của mọi người dành cho Faker nó sẽ là lớn nhất trong số tất cả những người sẽ có mặt ở cái đại sảnh huyền thoại đó. Nhưng mà nếu là những cái tên khác thì việc định giá cái bộ bên đồ, cái gói này ở cái mức giá như vậy nó sẽ rất là khó cho những người tiếp theo. Mà khi đó không lẽ phải điều chỉnh mức giá hay là điều chỉnh cái gói thì nó lại không hay lắm á. Cho nên mình nghĩ là phải Riot phải cân nhắc kỹ cái này nha. Mình nghĩ Faker là người duy nhất có thể khiến cho nhiều người bỏ cái số tiền đó đến mức đó cho cái bộ này. Còn nếu như là người khác, tất nhiên vẫn sẽ có những fan của những người tiếp theo vào đại sảnh huyền thoại, cũng sẽ có những người có sẵn sàng bỏ tiền. Nhưng mà cái số lượng nó sẽ không nhiều bằng cái việc mà bỏ tiền cho Faker đâu. Mà sau này nếu mà giảm giá thì nó lại kỳ, đúng không? Mặc dù ai cũng biết là cái vị trí của Faker là độc tôn, nhưng mà sau này tự nhiên cái bộ của người tiếp theo sau này còn có 3,5 triệu. Bộ này còn có 3,5 triệu. Nó hơi kỳ á. Faker có được phần trăm không? Có nha. Chia 30%. Nhưng mà 30% này không biết là chia cho đội. Tại vì thường á, tiền của trang phục thì sẽ về đội trước. Sau đó thì cái việc chia như thế nào thì đó là cái việc làm việc giữa đội và vận động viên. Mà mình có đọc được cái thông tin này cũng khá là thú vị nè anh em. Mình có đọc một cái thông tin này khá là thú vị là bên phía của LCK á, khi mà có được những cái tiền từ việc bán trang phục các thứ, vật phẩm in game, thì LCK định hướng là sẽ chia cho toàn bộ những đội của LCK. Cái này là thông tin mình đọc được. Tức là dù đội vô địch thế giới là đội nào của LCK thì cái tiền mà chung kết thế giới từ trang phục á thì vẫn sẽ chia cho toàn bộ giải đấu. Cái này là thông tin mình nghe được. Thì thực ra mình nghĩ là cái thông tin, nếu như cái thông tin này là đúng, mình nghĩ là chắc là nó đúng, thì là đúng là khá cao. Thì đó là quyết định tốt. Các bạn biết tại sao không? Việc làm như vậy nó sẽ đảm bảo được rằng các đội nhỏ ở dưới nó không bị chết á. Đây là điều rất quan trọng. Quyết định này của LCK, nếu như thực sự LCK đưa ra quyết định này á, là quyết định rất là chính xác. Nếu như mà cứ chăm chăm cho một số đội mạnh thì mấy thằng ở dưới khi mà nó không nhận đủ tiền nó sẽ chết. Mà một cái giải đấu, đội vô địch của giải đấu nó là thể hiện sức mạnh của giải đấu đó. Một giải đấu khỏe thì thằng vô địch nó mới khỏe. LCK phải khỏe toàn bộ 10 đội thì Genji mới khỏe.
T1 mới khỏe, Hanwha Lightsport mới khỏe, KT mới khỏe. Tức là cái sức mạnh của giải đấu nó phụ thuộc rất là nhiều vào cả các đội nhóm dưới nữa. Cho nên cái việc mà ok tiền thu được chia, tất nhiên không phải là tất nhiên là không chia đều rồi, chia đều thì nó cũng hơi kỳ. Công sức của một đội mà chia đều nó cũng kỳ, nhưng mà việc chia bớt một cái phần lợi nhuận tất cả mọi thứ cho cái đội ở dưới, nó là một cái quyết định chính xác. Để cho những đội dưới nó còn sống được nữa. Chứ mà các bạn nghĩ coi, nếu như cái đội dưới nó yếu đi thì cái việc mà làm sao mà giữ được cái đội top trên nó mạnh được, đúng không? Cho nên là cái việc mà chia cái doanh thu này mình nghĩ là hợp lý. Nó giống như thế này. Ví dụ mình ví dụ rất là cụ thể là bên phía của giải ngoại hạng đi. Thì tất cả những đội tham gia giải ngoại hạng sẽ được chia bản quyền, tiền bản quyền truyền hình. Đó. Tức là doanh thu từ giải đấu sẽ chia cho các đội tham gia, để đảm bảo là tất cả các đội của giải đấu đó nó đều nhận được những cái lợi ích từ giải đấu. Thì khi đó giải đấu nó mới mạnh bền vững được. Chứ mà cứ tiền của Genji, Genji xài, tiền T1 xài hết rồi, các đội dưới nó đã không thắng được, nó còn đói, nó không có tiền nữa. Thì tới lúc nó yếu đi thì hai thằng, ba thằng trên nó cũng yếu đi à. Cho nên là nếu như thật sự là cái chính sách này có từ phía LCK thì mình nghĩ nó là chính sách đúng và rất là hợp lý. Còn bác cha nuôi cả LCK, xong tụi nó còn đánh cha. Bất nhân. Mất dạy. Cảm ơn Long. À, cái đền Faker đang tạm dựng ở Seoul đó các bạn. Thì hôm bữa anh em nào coi mấy cái vlog của Tùng hay là của Duy Thẩm hay là của Hải Triều, các bạn thấy cái chỗ đó. Cái chỗ đó là cái chỗ để mình giới thiệu sơ qua về cái chỗ đó. Cái chỗ đó tên của nó là, nó viết là High Korea. Thì cái chỗ đó giống như là cái chỗ triển lãm, và nó sẽ thay đổi chủ đề theo thời gian và tùy thời điểm để giới thiệu về cái chủ đề gì đó của Hàn Quốc ở tại trung tâm Seoul. Cái địa điểm của nó cũng rất là đẹp nha. Cái địa điểm của nó là ngay trung tâm luôn, kiểu như ngay chính giữa chỗ khu đông đúc nhất của thành phố Seoul á. Thì là đợt trước, thì khi mà đợt mà vừa rồi mà mình đi á, thì cái chỗ đó nó dùng để giới thiệu văn hóa Hàn Quốc nói chung. Đợt chung kết thế giới năm ngoái á, thì cái chỗ đó được dành để giới thiệu về LCK và chung kết thế giới. Thì vlog của anh đâu? Thôi các bạn đừng hỏi cái đó nữa, từ từ đi nha. Thì bây giờ cái chỗ đó đang được chuyển thành cái điện thờ Faker ngay chỗ đó. Đợt này là bên phía của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc KTO đang dùng eSports để làm một cái gọi là cái đòn bẩy để thúc đẩy du lịch Hàn Quốc nhiều lắm. Hy vọng là các bạn là nếu mà có đi du lịch Hàn Quốc thì các bạn sẽ ưu tiên. Các bạn đi theo kiểu tự túc vẫn ok, không vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu được thì các bạn có thể chọn một số cái tour mà bên phía của KTO phối hợp với lại các công ty lữ hành Việt Nam tổ chức, để cho bên phía KTO thấy là những cái đầu tư eSports ở trong khoảng thời gian vừa qua với Việt Nam là nó hợp lý. Chứ tự nhiên qua đánh ở môi trường Hàn Quốc học tiếng Hàn mà không lên LCK lại qua LPL thì nó lại hơi kỳ. Làm sao mà anh có thể dự đoán được khi nào tụi nó cứ đánh tốt thì tụi nó sẽ được lên thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái chuyện mà sau này, với cái khi mà chúng ta nói về cái chuyện là năm sau là có thể là LCK sẽ áp dụng cái Fearless Draft á, là cái Global Bandwidth cấm chọn trong series ấy, thì việc có thêm nhiều thằng trong đội hình chắc chắn thì tụi nó cơ hội sẽ nhiều hơn thôi. Cảm ơn bạn vừa đổi đánh nha. Thì thực ra cái câu chuyện hồi nãy mình quay trở lại câu chuyện LCK có những cái kế hoạch để tăng thu nhập của các đội của LCK, nó là mình đã chia sẻ với các bạn rồi á. Ví dụ như là sắp tới thì LCK sẽ, hiện tại thì không biết đã chia chưa, nhưng mà sắp tới LCK sẽ chia cả mấy cái tiền, thí dụ tiền bản quyền, tiền YouTube, tiền từ các nền tảng stream mà có chiếu LCK cho các đội để các đội có thể sống được. Thì nó cũng chung trong một cái kế hoạch là làm sao mà LCK phải có được đủ 10 đội phát triển bền vững. Chứ nếu như mà một đội, các bạn mất kiểm soát hành vi nha. Nếu như mà một cái giải đấu mà 4 đội mạnh xong rồi 6 đội yếu á, thì 4 đội trên trước sau nó cũng yếu à. Sao coi đợt phát Hà Nội tóc anh dày như độ tóc giả. Đó là tóc, tóc ở ngoài sự kiện á, là đã vuốt sáp cho nó dựng lên xong rồi xịt gôm. Còn tóc này là tóc không có làm gì hết. Tóc thậm chí là còn mới gội sáng nữa, cho nên làm sao mà nó dày được. Khó quá. Người già ba mươi mấy tuổi bắt đầu đi nhuộm tóc nhiều mà nó còn bắt tóc dày. Không được bạn ơi. Tóc nó rụng dữ lắm rồi. Giờ còn được như vậy là mừng thấy mẹ đó. Đâu dám nhuộm nhiều đâu. Năm nhuộm chắc bây giờ năm nhuộm hai lần á. Nhưng mình vẫn chưa, mình sắp sửa đạt được mức cân nặng mong muốn.
thì bị dính cái sự kiện đó, là thế là vừa rồi mình xúc gần 2 kg các bạn. Chỉ trong vòng 5 ngày mình xúc gần 2 kg, là bởi vì mất nước và không ăn uống được gì trong 2 ngày làm sự kiện. Rồi 2-3 ngày sau ở Hà Nội thì ăn ok hơn, nhưng mà không bù đắp được cái 2 ngày không ăn uống kia. Các bạn dấu tên nha. Là trước khi đi là mình 68 kg, hồi nãy mình vừa về mình cân là bây giờ mình có hơn 66. Nóng đúng kiểu nóng tan mỡ thiệt. Thế là bây giờ phải ăn lại để bù lại. Cảm ơn Xuân Tài nha. Skin T1 chắc là khoảng chừng 2 bách nữa, 2-3 bách nữa là có. Anh có đi sự kiện Hanola, em có nha. Mình có đi sự kiện Hanola. Hẹn mọi người ở đó. Áo mi Manlu em đóng tủ kính rồi, hẹn anh sự kiện tiếp theo. Ok nha Hoa ơi, cảm ơn em đã cho anh một cái kỷ niệm cũng khá là thú vị. Lần đầu tiên có người in anh lên áo xong rồi gặp anh như vậy luôn á. Khi nào ra Skin T1 trả lời rồi. Tóc nhuộm. Nhìn stream quen rồi, nhìn ngoài anh ngâm. Đen hơn á hả? Ủa? Từ từ. Mình tưởng là ở ngoài các bạn nhìn thấy mình đen hơn hay trên stream đen hơn? Tại vì có người. Cảm ơn bạn ở ngoài của ngài nha, chút xíu mình sẽ đọc lại donate. Bạn nào mà gặp mình ở cái sự kiện rồi, các bạn thấy là ở ngoài mình đen hơn hay là ở trên hình mình đen hơn? Dấu tên đã rescan 10.000 đồng. A có ấn tượng gì với Lucid SNK ở ngoài cô A? Mẹ bị câu trả lời 50-50 luôn các bạn. Hỏi như không. Đèn hết nè. 5 phút liền đèn hết. 5 phút. Nhắc mới nhớ hôm bữa anh khen Man City chi vậy. Hôm bữa phải chui vô hang nè mặt cười. Không có kiểm soát hành vi nha. Em đọc trên Reddit thì họ cũng leak tiền thưởng từ merchandise được LCK chia là đội vô địch nhận 6 hoặc 7. Đội còn lại là 4 hoặc 3. Ok nha Bảo ơi. Thì đó, cái thông tin mình đọc được là bên phía LCK họ sẽ chia tiền thưởng từ các giải quốc tế ra cho các đội tại LCK. Gọi là san sẻ bớt cho mấy thằng nghèo ở dưới, chứ không thôi mấy thằng nghèo nó xấu không nổi. Thì như mình đã chia sẻ cái định hướng đó là chính xác. Minh Tú giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Anh thấy Riot sợ mất thêm nên nó thiên vị quá cho T1 không? Chứ cây SS tung cái hop vào lúc này, chả ai nhớ cân vô địch MSI. Mình cũng không biết nữa, tại vì thực ra cái thời điểm đúng cái thời điểm ngay sau MSI khoảng chừng một tuần như vậy nó cũng khá là sát. Nhưng mà mình nghĩ là cũng không còn thời điểm nào tốt hơn á. Nó đúng một cái giai đoạn gọi là off season á. Có phải dấu tên nha. Cho mình nghĩ nó cũng không phải là một cái gì đó nó quá ảnh hưởng đâu. Tại vì cái hai của MSI nó cũng là một cái hai mà mình nghĩ rằng nó cũng không phải là lớn nhất trong năm. Chèn vô cái đoạn này mình thấy cũng tương đối hợp lý, không tới nỗi nào đâu. 5.000 đồng. Làm sao để biết các tuyển thủ có thiện cảm với Việt Nam hay KA? Liệu sau các tuyển thủ đến nữa KA? Tức là nếu mà câu hỏi của bạn là làm sao để biết được thì chắc chắn là không có cách nào để biết một cách chính xác được hết, mà chúng ta chỉ có thể đoán được mà thôi. Thì mình có thể dùng góc nhìn cá nhân của mình để đoán là cái cách mà Morgan nó kiểu như là nó rút kinh nghiệm sau lần đến đầu tiên. Và sau đó là cái những cái biểu hiện của nó và sự chuẩn bị của nó cho lần đến thứ hai này. Rồi cả cái biểu cảm của mấy thằng như là thằng Dev, Barrel hay là thằng Showmaker, Lucid. Thì mình có thể tự tin khẳng định ra là cái gọi là sự đón nhận của nó cho cái sự kiện vừa rồi là ở mức rất là tốt. Thì các bạn cứ yên tâm là tất cả những cái tình cảm của bạn dành cho các đại diện LCK, không chỉ là vừa rồi ở Hà Nội, Genji với lại cả Hanoi Sports sắp tới, thì mình tin là đều sẽ có trải nghiệm tốt thôi. Anh em yên tâm. Và trong tương lai chắc chắn sẽ còn nhiều sự kiện như vậy nữa. Mọi người cứ đơn giản là làm những gì các bạn đang làm là được. Cứ tiếp tục ủng hộ giải đấu, ủng hộ các bạn game thủ như hiện tại thì chắc chắn năm nay hay năm sau vẫn còn nữa. Dấu tên đã rescan 5.000 đồng. Cái World Cup eSports hề quá anh ạ. Mời lại hai đội từ các khu vực Major đánh không khác gì MSI hậu chuyện cả mặt cười. Mình nghĩ là tại vì cái vấn đề là tụi nó đã định, nó đã chốt cái danh sách này từ tầm cuối mùa xuân á, cho nên nó sẽ lựa chọn những đội nào mà mạnh nhất. Thì là nó kiểu như đúng là các đội MSI mùa hè thì chưa đánh. Cho nên tôi cứ lấy an toàn là lấy trước hai đội vừa rồi thôi. Cũng hơi buồn cười thiệt. Trend bình thường mà có gì đâu. Bây giờ tụi nó về hết rồi còn gì.
tụi Gen Z nó vui vẻ bình thường á, mà các bạn phải, tức là mình đúng là mình cũng thấy một số bạn bảo là sao nhìn Gen Z nó căng thẳng quá vậy, thì các bạn phải xác định là tụi Gen Z nó đang rất là mệt. Cho thể không thể nào mà lúc nào tụi nó cũng sẽ tươi cười thoải mái được. Nếu mà so với lại năm thằng, cảm ơn bạn vừa donate nha, mình sẽ lại donate sau. Nếu như mà các bạn so với năm thằng vừa rồi ở Hà Nội là không đi đánh MSI, vừa rồi nó nghỉ ngơi thoải mái ở nhà và đi qua Việt Nam tham gia sự kiện, so với việc Gen Z vừa mới về từ MSI chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, 1-2 ngày là lại lên đường qua Việt Nam tham dự một cái sự kiện coi như là hơn 24 giờ một tí, thì chắc chắn là tụi nó rất là mệt. Nhưng mà ngoài cái những cái lúc mà tụi nó cảm giác là tụi nó mệt mỏi như vậy thì nó vẫn rất là nhiệt tình giao lưu, mà cũng tươi cười, cũng vẫy chào, rồi fan side vẫn cười như được mùa phớ lớ các kiểu. Thông cảm cho tụi nó một tí, mẹ mày lịch trình như đi đầy không, năm nay còn nhiều nữa, Gen Z tư quanh lịch trình năm nay mình đái máu á. Cho nên nếu mà nhìn thấy tụi nó mà có hơi mệt mỏi một tí thì thông cảm. Fan meeting T1 nó bảo DDoS chưa tha cho tụi nhỏ anh ạ, vẫn không đánh nhanh được. Đúng rồi, mà dấu tên nha. Cái này phải đợi Riot có một cái giải pháp nào nó triệt để hơn rồi. Tại vì cái leak thông tin thì nó nằm từ phần client. Chắc là cái nguồn gốc phải từ Riot giải quyết. Dấu tên đã rescan 10.000 đồng. A à, có ấn tượng gì versus Lucid SMK ở ngoài cô? Thằng Showmaker ở ngoài nó khá là giống với trên stream và những gì mà các bạn thấy về nó. Thằng Lucid ở ngoài thì nhìn hiền hơn và nhìn nó khờ hơn. Cảm giác đúng là kiểu một thằng trẻ con hơn. Nhưng mà có một cái lần mà mình đứng kế nó trên sân khấu các bạn, thì tự nhiên lúc đó tí nữa thì mình bật cười trên sân khấu. Tại vì thằng nào có mình, tại vì mình có đọc ở đâu đó là có ai đó kêu là thằng Lucid nó giống con Chihuahua. Nó kêu người ta con, người ta giống con chó. Con Chihuahua nó cũng không phải là đẹp lắm, nhưng mà xong rồi tự nhiên lúc đó mình đứng kế bên đó, xong mình nhìn thằng Lucid, xong rồi mới kiểu má giống thiệt. Anh rất là xin lỗi em Lucid, nhưng mà thực ra nó cũng giống thiệt. Mình đứng kế bên sân khấu mình thấy ừ má mày cũng giống. Nhưng mà nó dễ thương, kiểu như hợp tác với lúc mà cái kiểu như nó hợp tác làm content các thứ, kiểu là cũng rất là nhạy content. Như lúc cái câu hỏi là thằng Showmaker là cứu nó hay là cứu Xin Ra là cái cúp á, thì là ảnh cũng chịu khó diễn, rồi mình cũng hợp tác diễn chung với em đó. Nói chung là trẻ nhưng mà cũng hợp tác ngoan. Cảm ơn bạn dấu tên nha. Mất kiểm soát hành vi mà anh sẽ tên Lucid Showmaker. Khi nào có thể bắt đầu đó, anh làm phép cho KT mùa hè. Không, thật ra mình nghĩ là về lý thuyết nha. Lý thuyết anh thích các bạn nam đúng không ạ? Cái gì vậy? Không, lu mê gái. Các bạn đã hỏi là trên lý thuyết là sức mạnh đội hình của KT là đội mạnh thứ tư Yến Linh giúp lu ở tại LCK. Nha. Điên về bắt đầu nói nhanh về LCK mùa hè thì lý thuyết là KT là đội có sức mạnh đội hình đứng thứ tư ở tại LCK ở thời điểm hiện tại. Cái việc mà nó thua DK thì thật ra nó là mình cũng không giấu gì các bạn, là mình chỉ đơn giản là mình nắm được cái gọi là nhịp độ lượng của tụi nó mùa xuân mà thôi. Nhưng về cơ bản là mình cảm thấy là cái đội hình của KT là đội hình đứng thứ tư. Tất nhiên cái chênh lệch giữa nó và DK không lớn. Nó sẽ phụ thuộc khá là nhiều vào một chút xíu cái phần phong độ mùa hè và một phần nào đó là meta nữa. Nhưng mà nếu như cả hai đội đều đánh đúng thì là KT sẽ nhỉnh hơn. Còn nó có đánh đúng không thì cái này nó cũng hên xui. Nhưng mà về cơ bản một cái nữa mà mình cũng chia sẻ với các bạn từ lâu rồi, KT là một đội phong độ mùa hè của nó sẽ nhỉnh hơn so với lại mùa xuân. Nhìn chung trong lịch sử cái tổ chức này thì mùa hè của là mùa mà tụi nó sẽ đánh tốt hơn. Những thành công của KT đa phần nó đến vào mùa hè. Thì đó, nếu như không có bất ngờ lớn thì mình nghĩ KT sẽ ở trong top 4. Nhưng mà DK thì là một đội mà mình nghĩ là tiềm năng bùng nổ của nó cũng khá là cao. Nếu như phong độ, điểm rơi phong độ của cả năm thằng DK đều tốt thì cũng hơi khó lường một tí. Nhưng mà đánh đúng thì KT sẽ là đội hàng tư. Dấu tên đã rescan 5.000 đồng. Tại em thấy anh có vài tím lìm. Đó mà yếu tên. Mình mà mày thiếu điều là một thằng gia trưởng luôn á. Tất nhiên là tím vẫn gia trưởng được. Tím thì vẫn gia trưởng được. Nhưng mà mình nghĩ là mình là một thằng mà
cũng tiến rất gần tới sự nam tính độc hại luôn á. Rồi ngôn ngữ của bạn là mình là một thằng CJ tiêu biểu luôn á, dám nghĩ là tím. Gặp tương tác cho vài cái bây giờ. Nhìn thề luôn, nhìn mình mà ra màu tím. Nhìn như thế nào mà ra màu tím được. Dấu tên đã rescan 10.000 đồng. Khả năng cao CKLCK hè là gen SLI cô anh. Đúng, các bạn nói đúng á. Nhìn kỹ nhiều khi là màu tím duy nhất mà bạn nhìn thấy là màu tím trong mắt các bạn á. Cẩn thận á. Dạo này từ đợt chung kết thế giới năm ngoái giờ luôn là tương tác tốt lắm á. Kênh YouTube, một trong những kênh YouTube tương tác tốt nhất trong khoảng thời gian vừa qua đó. Khảo Tyson. Hôm bữa cũng có người đề xuất mình là ngày thôi ngày 2, bây giờ anh lỡ ngày 1 anh mã ba lỗi, ngày 2 anh làm một quả Cao Thái Sơn đi. Anh kiếm cái vest nào anh mặc mà anh không mặc áo trong thử coi như nào. Mình cũng suy nghĩ dữ lắm rồi nhưng mà thôi, không được rồi, đợt này mở tỷ lệ mở cao lắm rồi. Mẹ mặc kiểu đó xong rồi đưa cái bụng rồi mày 20% mở rồi mình tẩm chết. Thế là thôi. Ngày hôm sau vẫn mặc áo khoác bình thường. Mày check Genji hả? Đâu kênh nào? Bản full nó đâu anh em? Dấu tên giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Đường cùng lắm RGA làm phép cho e chúng FMT Hồ. Mà dấu tên nha. Mọi người cứ yên tâm nha. Để mà trong trường hợp mà các bạn gọi là các bạn sống tệ lắm đến mức nhân phẩm của các bạn không cho phép các bạn trong số mà gần 2.000 người tham dự cái fan meeting của Hanwha Esports ở tại thành phố Hồ Chí Minh sắp tới, thì các bạn cứ yên tâm là trong thời gian tới thì chắc chắn vẫn sẽ có thêm một số sự kiện nữa. Năm nay không thì mình không chắc, nhưng mà trong thời gian tới chắc chắn sẽ có thêm rất là nhiều sự kiện của LCK tại Việt Nam mà thôi. Tất cả những gì các bạn cần làm là ủng hộ như những gì các bạn đang ủng hộ là được. Hơn nữa cũng tốt. Nó tầm mập ok, để mình coi lại cái link. Cảm ơn bạn vừa donate nha, để mình check lại. Mày nha. Mình trả lời lại donate, mấy cái donate nào mình miss nãy giờ. Zindy, rồi đã... Ngày mai bạn Zinny sẽ nhận được email của Hanwha Esports nha. Nhiều khi bạn trúng fan sai luôn á. Khả năng cao chung kết LCK hè là Genji Hanwha Esports không? Ba đội là Genji T1 với Hanwha Esports thì mình nghĩ là chênh lệch với ba đội này không nhiều. Chủ yếu là cái phong độ ở cái thời điểm cuối mùa hè thôi. Để mà gọi là chốt luôn hai đội đánh chung kết thì mình nghĩ bây giờ mình không dám gọi tên hai đội nào liền được đâu. Khó ạ. Brion có xuất dự chung kết thế giới. Biết bóp bao nhiêu cho đủ nha bạn. Số 1 thế giới ơi. Biết bóp bao nhiêu cho đủ. Mình cũng hy vọng. Finger Rose cho Morgan. Có mà dấu tên đã đọc rồi. Mà quên quyển này rồi. Này rồi. Có mà dấu tên nha, mình đã nhận nha. Mình check Kenji rồi. Rồi cảm ơn bạn. Hanwha Esports. Như câu trả lời vừa rồi hồi nãy của mình. Cái... thực lực đội hình của Hanwha Esports, thậm chí là nói đến việc mà tụi nó vô địch LCK mùa hè, vẫn có khả năng. Tại vì cái form đội hình của tụi nó đã làm được rất nhiều thứ, và cái chuyện vô địch giải đấu quốc nội là đội hình của tụi nó có thể làm được. Vấn đề ở đây là mình không thể nào dự đoán trước được là tới mùa hè đó sẽ quyết định một cái meta như thế nào. Cái đội hình của phía Hanwha Esports sẽ rất là tuyệt vời nếu mà nó là một cái meta xoay quanh khu vực đường dưới. Bởi vì nó có cái sự ổn định của Viper. Cho nên là nếu như mà meta mùa hè này mà xoay quanh khu vực đường dưới sẽ rất là tốt. Hoặc là một cái lựa chọn nữa là một cái meta mà có nhiều con tướng ở đường giữa của JK trong meta. Hoặc là nó có đủ tự tin để nó đánh được tất cả mọi kèo. Ví dụ như Sylas, Akali, Yone, nào các thứ. Tristana ở khu vực đường giữa là nhiều. Thì cũng sẽ là một cái meta tốt cho Hanwha Esports. Cho nên cũng phải đợi coi là cái meta ở mùa hè và đợt playoff đó như thế nào. Còn về khả năng thì Hanwha Esports hoàn toàn có thể làm như giống như cái donate này của bạn dấu tên nè. Là vào trận đấu cuối cùng của LCK mùa hè là có khả năng. Nhưng mà ngay bây giờ thì chưa có nhiều cơ sở lắm để mình có thể dự đoán. Đợi thêm chút xíu nữa coi mấy cái điều chỉnh của Rod cho mùa hè đó. Mất kiểm soát hành vi này. Koki làm lại có mang ra mid được. Koki hiện tại là AD rồi nha. Tình hình hiện tại là Riot đã trả con Koki lại cho đường dưới rồi. Mùa hè Rito bắp mạnh Salad Akali. Thật ra là cái đợt MSI vừa rồi là Salad Akali đã được bắp rồi đó. Nhưng mà rất tiếc là JK không có mặt ở đó. Trả lời rồi. Fan meeting này trả lời rồi. Cái mùa hè này trả lời rồi.
Trả lời rồi. Cảm ơn các bạn đã donate nha. Trả lời rồi. Từ sân nhà. Thì ở mùa hè này bên phía thông tin của CK vừa có một cái thử nghiệm. C1 sao đồ đầu tiên thử nghiệm có một cái sân nhà. Cái hệ thống sân nhà sân khách này thì bên phía ABL đã làm cũng khá là lâu rồi. Thì nó sẽ giống như bóng đá. Các đội sẽ có một cái khu vực, sẽ có cái khu vực gọi là khu vực nhà, và ở đó sẽ có cái sân vận động gọi là sân nhà. Thì lượt đi lượt về của vòng bảng hai lượt thì sẽ có sân nhà sân khách. Để mà tạo ra được một cái lợi thế cho sân nhà sân khách ấy, thì thường người ta sẽ có thể có một cái cách là sân nhà của đội nào thì đội đó sẽ có được nhiều vé hơn. Tại vì ví dụ như hiện tại đang đánh ở sân LL Park là sân trung lập, thì số lượng vé sẽ được chia đều. Tức là vé của khu vực fan T1, vé của fan Genji và vé chung thì số lượng vé coi như là được chia đều. Nhưng nếu như áp dụng chính thức vô cái hệ thống sân nhà sân khách thì những đội nào thi đấu ở sân nhà thì họ sẽ có được cái lợi thế là sẽ có nhiều khán giả ủng hộ mình hơn. Tức là số lượng vé cho đội chủ nhà nó sẽ cao hơn, thì sẽ tạo ra được một cái lợi thế dành cho đội chủ nhà như vậy. Thì một cái nữa là cái việc sân nhà sân khách sẽ giúp cho các đội có thể thu thêm tiền, nó tiền bán vé thay vì là bán vé chỉ có LL Park thôi. Nhưng mà cái này thì sẽ rất là khó ở cái điểm là tất cả các đội đều có sân nhà. Thường thì bên LPL á thì nó sẽ có một cái sân chung cho các đội ở khu vực đó. Ví dụ các đội ở chung một khu vực thì sẽ có chung một cái sân nhà. Chứ nó sẽ không đến mức mà mình cũng không nghĩ là các đội LCK giàu đến mức là mỗi đội sẽ có một cái sân nhà riêng. Mình nghĩ là có thể chia ra tầm là một cái sân đó thì sẽ là ba đội lấy chung làm sân nhà chẳng hạn. Rồi chia ra tùy trận đấu. Thì cái này cũng là một cái khá là thú vị. Mình không biết là nó có thể được áp dụng một cách sớm hay là hiệu quả ở LCK hay không, thì để coi là cái đợt đánh thử ở sân gọi là home ground của T1 coi như thế nào đó. Đối với các môn thể thao khác thì sân nhà sân khách nó rất là nhiều lợi thế. Thường thì gần như là nếu như hai đội mà ngang ngang nhau thì đá sân nhà nó sẽ có cái lợi thế rất là lớn. Trả lời rồi. Trả lời rồi. Mất kiểm soát hành vi trả lời rồi. 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 Chica trả lời rồi. Mình nghĩ là nếu mà với cái phong độ hiện tại ở giải trẻ mà hai thằng đang đánh thì mình nghĩ là có thể là trong năm nay giữ được cái phong độ này thì tụi nó sẽ sớm có mặt ở Challenger thôi. Cả hai thằng. Một điểm đó các bạn, cái này nó hơi ngoài chuyên môn một tí, nhưng mà các bạn vẫn đang thấy là ở thời điểm hiện tại là bên phía của LCK thì họ nắm rất là rõ được là cái sự nhiệt tình của fan Việt Nam dành cho LCK là như thế nào. Cho nên nói theo một cái nghĩa nào đó thì họ cũng biết rằng nếu như cá nhân của bên phía nói riêng của bên phía DS á, thì họ cũng biết rằng nếu như trong đội hình của họ thi đấu mà có hai vận động viên người Việt Nam thi đấu thì chắc chắn là cái sự ủng hộ của khán giả Việt Nam dành cho họ là rất lớn. Họ có thể nhanh chóng trở thành một trong những đội được ủng hộ nhất của LCK luôn nếu như mà chính thức thi đấu có Lazy Fee với Chica. Cho nên nó cũng sẽ là một cái nhân tố tác động, tức là họ biết được cái lợi đó. Chỉ cần Chica với Lazy Fee đáp ứng được một cái mức cơ bản nhất thôi, không cần phải quá xuất sắc, thì mình nghĩ là một cái cơ hội được WLCK thì nó có thể xảy ra sớm á, không phải đợi quá lâu đâu. Đi đái rồi. Rồi, anh Men trả lời rồi. Không, game 7 đâu, 4-1 xong tới đây. Dấu tên này trả lời rồi, đầu xuyên mạng kéo lại nha. Rồi, mình thấy là mình trả lời hết rồi đó. Bengi Uzi. Mình khá chắc là người thứ hai thì nó sẽ phải, mình nói luôn là nó sẽ phải nhắm tới thị trường tỷ dân. Thì một cái tên của LPL, mình nghĩ sẽ là cái tên thứ hai có mặt ở tại đại sảnh huyền thoại. Trúng 140 slot của Genji mà trừ 1.500 của Hanolai. Trúng là nhân phẩm tốt rồi. Mình chỉ đang nói những bạn nào mà đăng ký cả ba cái sự kiện là ở Travel Festa ở Hà Nội, Genji ở Sài Gòn và Hanolai Sport. Bạn nào mà đăng ký ba cái mà trượt hết thì là coi lại cách sống của mình nha. Giỡn anh em, xui thôi mà. Content Jin Dong. Ok, để bữa nào mình coi full. Mình có coi một số cái cách sót ở trên top rồi. Trả lời rồi. Rồi, ok, hết rồi đó.